Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Phê Phim. Mình là Samurai và có thể nói Shazam là một trong những phim siêu anh hùng hài hước nhất, vui nhất mình từng được xem trong khoảng vài năm trở lại đây. Vì vui quá, mình cười suốt cả phim và vì cười tít cả mắt nên mình đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết và chắc chắn các bạn cũng như vậy. Đó là lý do vì sao hôm trước mình đã phải xem lại phim để soi lại những chi tiết có thể mình đã bỏ lỡ và có thể các bạn cũng đã bỏ lỡ trong phim. Và sau đây sẽ là tổng hợp tất cả những chi tiết có thể chúng ta đã bỏ lỡ trong Shazam. Shazam 2019 lấy cảm hứng trực tiếp từ câu chuyện Shazam New 52 của Geoff Johns, nên có lẽ để bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những chi tiết liên hệ đến đầu chuyện này đã nhé. Đầu tiên, khi Thaddeus Savannah vừa bước vào hang, chúng ta có thể thấy một chiếc gương ở ngay giữa sảnh. Đây là chiếc gương ma thuật Francesca, một yếu tố cốt lõi trong câu chuyện của Shazam. Bên cạnh đó, chúng ta còn có con sâu trong bể kính. Đây là một nhân vật cực kỳ thú vị và đóng vai trò cực kỳ lớn trong chuyện Shazam, nhưng mà bởi vì con sâu có một cảnh ở cuối phim nên mình sẽ để dành cuối clip để kể nhé. Seven Deadly Sins trong comics bị nhốt trong con người chứ không phải trong The Rock of Eternity. Bên cạnh đó, họ có tạo hình khác hơn nhiều so với bản điện ảnh. Dala cũng chào đón Billy về nhà bằng một cái ôm như thế này như trong truyện. Billy cũng mắng lại Dala y hệt như thế này như trong truyện. Hàng loạt câu chuyện được kể liên hệ đến với ông phù thủy Shazam cũng như trong truyện. Savannah cũng mở cánh cửa ma thuật ra, nhưng đó là để giải thoát cho Black Adam chứ không phải là đến The Rock of Eternity. Billy cũng đánh bại lũ nhà Briar như trong truyện. Billy chạy trốn vào tàu điện ngầm như là trong truyện. Shazam cũng gặp một người phụ nữ đang bị cướp, nhưng mà thay vì bị cướp thì người phụ nữ này đang cho tên cướp gào thét trong đau đớn. Đương nhiên, họ vẫn theo đúng bản gốc là Billy và Freddy được nhận tí tiền sau chuyến công đầu tiên như trong truyện. Billy cũng giải cứu một cửa hàng tiện lợi khỏi bị cướp và được ăn một đống đồ ăn vặt ngay sau đó như trong truyện. Mary cũng từng bỏ nhà ra đi như trong truyện. Chiếc xe nhà Briar cũng bị đập nát như trong truyện. Billy và Freddy cũng ăn cắp tiền ATM như trong truyện. Savannah cũng đỡ cú đấm của Shazam như là Black Adam đã làm như trong truyện. Santa Claus cũng có mặt trong trận chiến đầu tiên của Shazam như trong truyện. Billy cũng buộc phải biến hình để chạy trốn khỏi cuộc chiến đầu tiên như trong truyện. Shazam cũng truyền lại cho anh em trong nhà sức mạnh của mình, đồng thời họ cũng vận dụng những khả năng đặc biệt như trong truyện. Ngoài các chi tiết như trong truyện ra, chúng ta còn có hàng loạt yếu tố liên kết với truyện tranh khác như là sách cảnh sát số P488. Đây là đầu truyện Avengers of Superman số 488, tập truyện mà Shazam cũng tham gia chiến đấu cùng Superman. Trong phim, Billy nói rất nhiều lần cái câu Holy Moly. Đây là câu nói mà Billy Batson hay dùng trong truyện từ những ngày đầu tiên của mình khi là Captain Marvel. Tiếp theo chúng ta có hổ Tony. Billy đòi mẹ ném cho chú hổ và chi tiết này là liên hệ đến chú hổ Tony trong comics. Đây là anh bạn người hổ của Captain Marvel trong truyện tranh. Về sau, Tony được thay đổi khá là nhiều và đến hiện tại, Tony chỉ là một chú hổ trong sở thú mà Billy Batson từng nhớ. Về sau trong phim, các bạn còn được thấy hình ảnh chú hổ này trên ba lô của Billy và trên huy hiệu trên áo choàng của Shazam nữa. Bên cạnh đó, chúng ta còn có chi tiết liên hệ đến với Watchmen. Hàng tá mặt cười màu vàng của truyện Watchmen đang nằm trên bàn của cô Glover. Trong một số đó là một mặt cười có vệt máu màu đỏ của Watchmen bên trái biển tên của cô. Bên cạnh đó, chúng ta có 73 cái tên Batson. Đây là đánh dấu thời điểm mà Captain Marvel chính thức trở về với DC Comics năm 1973. Trường học của Billy và các anh em có tên là Fawcett. Đây là liên hệ đến nhà sản xuất ban đầu của Captain Marvel khi mới xuất hiện. Ngày đó, Shazam có tên là Captain Marvel và nhà xuất bản của anh là Fawcett Comics. Sau này, Fawcett Comics bị DC kiện bởi vì nhân vật Captain Marvel của họ giống Superman quá. Sau một thời gian thì Fawcett Comics để Captain Marvel về với DC Comics. Nhân vật mà ông phù thủy đang nhắc đến chính là Black Adam, nhân vật mà đã được The Rock nhận thủ vai trong thời gian tới. Trên máng trượt có dòng chữ graffiti màu đỏ bên phải là Arion. Đây là nhân vật của một vị phù thủy cực kỳ quyền năng trong DC Comics. Tên của cha mẹ Billy được giữ nguyên tác so với bản gốc là cái tên của cha Billy là C.C. Batson. Thú vị hơn, nếu các bạn đọc cuốn The Power of Shazam thì sẽ được thấy người đàn ông lạ mặt đã dẫn Billy vào đường hầm để gặp ông phù thủy chính là cha của cậu. Ngoài ra, cái tên C.C. là lấy cảm hứng trực tiếp từ người đã tạo ra Shazam là C.C. Beck. Những người cá sấu ở đây là Crocodile Man trong một hội đồng quái vật xấu xa được tạo ra bởi một con sâu. Vâng, nghe thì rất là ảo ma, nhưng sự thật là như vậy đó. Con sâu đặc biệt này chính là Mr. Mime và nó là ai các bạn có thể ghé qua phê truyện để xem nguồn gốc sức mạnh của nó nhé. Về cơ bản, nó đã tạo ra một hội đồng quái vật xấu xa và trong hội đồng đó chứa một vài sinh vật có ngoại hình giống cá sấu đến từ hành tinh Punkus và đây chính là bọn chúng các bạn ạ. Một chi tiết thú vị ở Shazam đó là ngày trước, cậu không thuộc về DC Comics mà thuộc về tòa soạn Fawcett Comics. Nhưng bởi vì giống Superman quá nên đã bị DC Comics kiện. Và dù kết quả có không như mong đợi, sau nhiều năm Shazam cũng về nhà với DC. Có lẽ vì điều này mà phim cũng đã liên hệ khá nhiều chi tiết đến với chính Superman. Ví dụ như việc thử sức bắn ra laser từ mắt giống Superman, hay là câu nói mạnh hơn đầu tàu, nhảy qua tòa nhà với một cú nhảy. Bên cạnh đó, chúng ta có Shazam và dáng đỡ xe kinh điển của Superman, cụ thể là trong Action Comics thứ nhất năm 1938.
Ngoài ra chúng ta có việc Superman xuất hiện và có cả nhạc nền kinh điển của Superman được soạn bởi John Williams. Vì Shazam là một phim của DCEU nên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những chi tiết của phim liên quan đến vũ trụ điện ảnh DC đã nhé. Và nếu các bạn đang không nhớ lịch trình vũ trụ này như thế nào, chúng mình đã có một clip tổng hợp dòng thời gian để các bạn có thể theo dõi và điểm lại hết nhé. Đầu tiên, tờ báo trên tường của phòng Freddy bao gồm sự trở lại của Superman, bên dưới là tin người phụ nữ Amazon và Batman phá hủy kế hoạch của Lex Luthor, và dưới nữa là việc người dân thành phố Metropolis tái xây dựng thành phố. Điều này khẳng định phim xảy ra sau sự kiện Justice League khi mà Superman đã tái sinh và sự kiện trong Batman v Superman đã xảy ra, lẫn cả Man of Steel cũng như vậy. Trên giá cửa hàng đồ chơi, chúng ta có thể thấy đồ chơi của Wonder Woman, Cyborg và tất nhiên là cả Batman với câu nói kinh điển của anh là "I'm Batman". Cú cậu cầm đồ chơi Batman và Superman va vào nhau là liên hệ trực tiếp đến với phim Batman v Superman. Ngoài ra, chúng ta còn có hàng tá chiếc áo phông hình logo của Superman và Aquaman mà Freddy đã mặc suốt cả phim. Ngoài những liên hệ đến với phim của DCEU, Shazam còn có mối liên hệ khá thú vị với một số phim khác. Đầu tiên là bố của Thaddeus Sivana, được thủ vai bởi John Glover, người cũng thủ vai bố của Lex Luthor trong phim truyền hình Smallville nổi tiếng. Và nếu các bạn kỹ tính hơn một chút sẽ thấy, trong cả hai phiên bản, ông đều đẻ ra những đứa con hói đầu. Tại thời điểm này, Harry Potter được các tên. Ngoài ra, chúng ta còn có những bậc thang mà Rocky đã chạy lên để luyện tập. Easter egg tiếp theo là Billy hóa thành Shazam và giả làm bố của Freddy để qua mặt ông bảo vệ. Cảnh này là liên hệ đến Vincent Adultman, nhân vật đã xuất hiện trong hai season đầu tiên của phim dài tập BoJack Horseman trên Netflix. Khá giống với cách mà Billy đã giả làm người lớn, thì Vincent Adultman là tận 3 đứa trẻ trong một chiếc áo trench coat. Và từ cách mà Vincent hoán đổi nhanh chóng giữa hai sinh tính của mình và cách Vincent nói chuyện để cố tỏ ra anh là một doanh nhân thành đạt đều có rất nhiều điểm tương đồng với Billy trong phim. Ngoài ra trong comics, Billy cũng phải mặc một chiếc áo khoác vào để giả làm người nhớn. Billy và Freddy muốn mua một căn cứ 6 thang nước. Đây là liên hệ trực tiếp đến với Batman, vì trong nhiều phiên bản, đặc biệt là trong The Dark Knight Rises của Nolan, thì trong hang rơi của Batman có cổng vào từ một thác nước. Trong đoạn này, Billy có nói đến Yoda trong Star Wars. Ngoài ra, cảnh Billy chiến đấu với Savannah là liên hệ trực tiếp đến với phim Big của Tom Hanks, khi chúng ta vừa có một cốt truyện của một cậu bé hóa thành người lớn, vừa có một cảnh múa trong ngoặc kép trên đàn piano khổng lồ. Chưa hết, phim còn có liên hệ với cả game nữa, cụ thể là Mortal Kombat. Đây là một sự ví von khá thú vị bởi vì chúng ta có Shazam chơi Raiden với variation là Thunder God. Trong khi đó, Shazam đang có sức mạnh sấm sét của một vị thần. Bên cạnh đó là Freddy đang chơi Johnny Cage, một nhân vật là diễn viên, và Freddy Freeman trong cả phim đều diễn rất nhiều. Và có thể nói đây là một sự ví von không thể hay hơn. Ngoài ra, phim còn nhắc đến Watch Dogs và Uplink khi mà Eugene nói về việc đã hack vào hệ thống để tìm về thông tin bố mẹ của Billy Batson. Bên cạnh đó chúng ta còn có cả Street Fighters khi mà Eugene nói Hadouken. Cuối cùng, chúng ta cũng có Eugene nói câu Fatality của Mortal Kombat. Ngoài ra, chúng mình đã bỏ qua khá nhiều chi tiết nhỏ nhỏ như là câu nói G-Squiz của Shazam khi gặp Savannah, hay là những cái tên mà Freddy đã đặt cho Billy như là Captain America lúc đăng clip lên YouTube. Cái tên này chắc chả cần phải bàn rồi. Hay là Powerboy để ám chỉ sự liên hệ với Superman của Shazam, hay là Captain Sparklefinger để liên hệ đến cái tên Captain Marvel mà Shazam từng có. Và cuối cùng là việc Freddy nói rằng Shazam cần có đệ tử, ám chỉ việc Freddy Freeman ngày trước là Captain Marvel Jr. Sau đây, mình sẽ giải thích về after credit của phim. Hai after credit của phim có nội dung bao gồm một đoạn đã được tung lên trailer là Billy và Freddy đùa nhau về khả năng nói chuyện với cá của Shazam. Đoạn thứ hai nói về chú sâu Mr. Mime. Đoạn 1 các bạn có thể lên YouTube xem bởi vì đoạn này đã được ghép vào trailer chính của phim nên cũng không cần phải phân tích nhiều. Đoạn mình muốn nói đến là sự xuất hiện của Mr. Mime. Mr. Mime là ai thì chúng mình đã có một clip nói về chú sâu này trên kênh Phê Chuyện, nên mình rất mong các bạn sẽ ghé qua và xem. Trong cảnh này, Mr. Mime bắt chuyện với Savannah trong khi ông đang hoảng loạn tìm cách lấy lại ma thuật. Mr. Mime ngỏ lời hợp tác với ông và nhắc đến 7 vùng đất ma thuật. Rất có thể đây là liên hệ đến với 7 vùng đất ma thuật trong truyện Shazam gần đây. Đây có lẽ sẽ là cơ hội để Shazam phần 2 mở rộng ra chuyến vui chơi của những đứa trẻ con nhà Vasquez trong 7 vùng đất này để chống lại Savannah và Mr. Mime. Còn về Black Adam, mình nghĩ DC sẽ để dành ông cho phim lẻ, sau đó dần dần kéo ông vào ma thuật của Shazam và rồi cho hai bọn họ đối đầu với nhau trong phần 3 của Shazam. Và vừa rồi là tổng hợp tất cả các chi tiết mà có lẽ chúng mình đã bỏ qua trong Shazam. Chắc chắn là chúng mình cũng còn để lỡ một vài chi tiết nhỏ nhỏ mà có thể các bạn đã nhận ra. Và các bạn đã thấy những chi tiết nào mà chúng mình đã bỏ lỡ thì hãy comment trong phần bình luận bên dưới nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu đây là lần đầu các bạn đến với phim, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nhấn chuông nhỏ bên cạnh sub để không bỏ lỡ clip nào chúng mình trong tương lai. Ngoài ra các bạn có thể lên phim.vn để đánh giá Shazam ngay bây giờ. Mình sẽ để link trong phần bình luận bên dưới. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Summarize và xin hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.
is looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.